Đội tuyển Thái Lan đang lột xác dưới thời huấn luyện viên Masatada EC, họ chơi tốt ở vòng chung kết ASEAN Cup 2023 và vừa có một điểm quý giá trên sân của Hàn Quốc, đội bóng mạnh nhất bảng C, vòng loại thứ hai World Cup 2026. Chính vì thế nếu muốn có tấm vé đi tiếp, Trung Quốc buộc phải có chiến thắng trước Singapore ở trận đấu lượt về trên sân nhà. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube tin bóng đá của tôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nhận định, dự đoán kết quả bóng đá trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Singapore. Trong khuôn khổ lượt trận thứ tư của bảng C, vòng loại thứ hai World Cup 2026, cuộc so tài này, đội tuyển Trung Quốc buộc phải có 3 điểm nếu muốn có tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Chính vì thế trận đấu này nhận được sự chờ đợi rất lớn của người hâm mộ Trung Quốc, trong khi với đội tuyển Singapore, việc có được một điểm trước đội bóng mạnh hơn khiến họ rất tự tin trong chuyến hành quân đến Trung Quốc. Tại bảng C, vòng loại thứ hai World Cup 2026, sức mạnh của đội tuyển Hàn Quốc là điều không phải bàn cãi. Tấm vé đi tiếp của bảng đấu này cũng gần như nằm chắc trong tay của đội bóng này. Tấm vé thứ hai lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 là cuộc tranh chấp giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Trung Quốc, trong khi Singapore đang là đội bóng lót đường. Sau lượt trận thứ ba, với việc Thái Lan có 4 điểm cùng hiệu số dương 1, đội tuyển Thái Lan đã vươn lên chiếm lấy vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Trung Quốc dù cũng có 4 điểm nhưng xếp sau so do hiệu số bàn thắng thua thiệt khi đang âm hai bàn. Như vậy, đội tuyển Trung Quốc đang bất lợi hơn so với đội tuyển Thái Lan trong cuộc đua giành tấm vé thứ hai vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo lịch thi đấu, sau trận đấu với đội tuyển Singapore, đội tuyển Trung Quốc còn một trận đấu trên sân nhà tiếp đón đội tuyển Thái Lan. Như vậy, trước trận quyết chiến với Thái Lan ở lượt trận thứ năm, Trung Quốc buộc phải có chiến thắng trước đội tuyển Singapore ở lượt trận thứ tư. Rõ ràng ở trận lượt đi, đội tuyển Trung Quốc tự làm khó mình. Cụ thể, trong chuyến làm khách trên đất Singapore, đội tuyển Trung Quốc sớm vươn lên dẫn trước 2-0, sau đó họ tiếp tục chơi ép sân. Tuy nhiên sau đó, sang hiệp 2 họ lại để Singapore ghi hai bàn cuối trận để kết thúc trận đấu với tỷ số hòa. Sau trận đấu, rất nhiều cổ động viên đội tuyển Trung Quốc đã bày tỏ sự thất vọng với đội tuyển nước này. Một số thậm chí còn chỉ trích huấn luyện viên Branko Ivankovic dù trận đấu vừa qua mới chỉ là trận đầu tiên ông dẫn dắt đội. Trận đấu mà đáng ra đội tuyển Trung Quốc phải có 3 điểm thì họ lại chỉ thu về một điểm. Rõ ràng đội bóng đất nước tỷ dân đang tự làm khó mình. Mọi thứ cần phải làm lại một cách nghiêm túc bằng trận thắng trên sân nhà trước đội tuyển Singapore. Với trình độ và đẳng cấp hiện tại của bóng đá quốc đảo sư tử, chưa thoát nổi cái ao làng Đông Nam Á. Do đó thì huấn luyện viên Ogura giỏi lắm chỉ giúp được Singapore có được những điểm số hay bàn thắng an ủi trong trận còn lại của vòng loại thứ hai chứ lọt vào top 2 là chuyện viễn tưởng. Bên kia chiến tuyến, tuyển Trung Quốc cũng vừa thay tướng cách đây không lâu. Hệ quả tất yếu sau kỳ ASEAN Cup 2023 thảm họa trên đất Qatar hồi đầu năm nay, tân thuyền trưởng của đội tuyển xứ tỷ dân là Branco Ivankovic, nhà cầm quân 70 tuổi người Croatia với trên 20 năm kinh nghiệm lăn lộn trong môi trường bóng đá châu Á. Trước đó, Ivan Kovic đã có 4 năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia Oman từ năm 2020 đến năm 2024 và bị sa thải cũng sau kỳ ASEAN Cup 2023 không đạt yêu cầu. Hiện tại Trung Quốc đang tạm xếp thứ 3 bảng C với 4 điểm ngang Thái Lan song phải đứng sau do kém hiệu số phụ. Do trong đợt tập trung thi đấu lần này, Thái Lan sẽ phải gặp lại Hàn Quốc nên Trung Quốc hiểu rằng mình phải lấy được trọn vẹn 3 điểm tuyệt ở cuộc đón tiếp Singapore ở lượt về. May chăng chặng đường còn lại ở vòng loại thứ hai sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhìn chung dù hiện tại chẳng phải thế lực gì ghê gớm ở châu Á, song Trung Quốc vẫn biết đánh bại những đối thủ yếu hơn, đặc biệt thuộc Đông Nam Á. Nói đâu xa trận ra quân bảng C vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã đánh bại Thái Lan, đội tuyển số 1 Đông Nam Á ngay tại xào huyệt dù bị dẫn trước. Hay xa hơn, Trung Quốc đã thắng Việt Nam 2-0, hay giành chiến thắng 4-0 trước Myanmar trong hai trận giao hữu diễn ra vào năm 2023. Phía đối diện Singapore tuy chỉ thua có năm 20 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường song điều đáng nói cả ba lần đón tiếp những đối thủ ngoài Đông Nam Á hoặc mạnh hơn hẳn như Trung Quốc. Singapore thua trọn vẹn và không thất bại nào dưới hai bàn. Trận tới khó ngoại lệ theo quan điểm của các chuyên gia nhận định đội tuyển Trung Quốc được đánh giá cao hơn Singapore. Trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Singapore trong khuôn khổ lượt trận thứ tư của bảng C, vòng loại thứ hai World Cup 2026 sẽ diễn ra lú 19 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3. Theo bạn giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Singapore, đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá xin cảm ơn và hẹn gặp lại